sanh tại Ca Tỳ La về, nay thuộc về lãnh thổ Nê Ban. Tuyết sơn cao ngất mây ngàn, xuân về trong cảnh giang sang tươi hồng. Khắp cả nước đơm bông kết la, dân chúng hầu như đã thuần lương. Đức vua tỉnh phản đường đường, để vì dương quốc thời đang thái bình. Cả đất nước yên lành rất đổi, vua thuộc về dòng dõi Thích Ca. Đức bà hoàng hậu Ma Gia thuộc hàng quyền quý trải qua bao đời. Cả hai vị là người thiện nghiệp, có nhân lành nhiều kiếp tu hành. Cả hai đức hạnh xứng danh, vào hàng cha mẹ muôn nghìn lê dân. Nhân vào dịp kinh thành có lễ, vua tôi cùng hội để vui ca. Bây giờ hoàng hậu Ma Gia vừa lên dân lễ hương hoa điện thờ. Trước ngõ môn xong giờ bố thí, hoàng hậu về nơi nghỉ trong cung. Bỗng mơ voi trắng trên không, sáu ngà trăng vót từ hông đi vào. Bà đem điều chiêm bao dừa đặng, kể thánh hoàng tỉnh phản cùng nghe. Đức vua an ủi dẫu về, lệnh truyền gọi kẻ tiên tri luận bàn. Rằng hoàng hậu xin nàng con quý, tài sức cao đức trí vẹn toàn. Đức vua mừng rỡ vô vàng, vì chân có kẻ đảm đang ngôi trời. Rằm tháng tư trăng tròn vừa đến, lâm tỳ ni thượng nguyện xinh tươi. Trong khi hoàng hậu dạo chơi, bỗng nghe qua ngát hương trời vô ưu. Đưa tay phải nâng niêu định nhắc, thái tử liền bất giác giáng sinh. Bây giờ khắp chốn kinh thành, bỗng nhiên khí hậu mát lành hẳn ra. Muôn cây cỏ đơm qua kết trái, nước sông nguồn bỗng thấy cao thêm. Không trung chim hót vang rền, hào quang tỏa sang khắp miền mười phương. Vua tịnh phạn vô cùng vui sướng, mời tiên tri xem tướng kỳ tài. A Tư Đà đoán tương lai, rằng người tương tốt tâm hay đủ đầy. Thái tử đủ đức tài bậc thánh, nhưng đức vua chẳng muốn chút nào. Chỉ vì như vậy mai sao, ai người kế vị vua trao.
trời. Vua Tịnh Phạn muốn dời định mệnh, nên Thánh Hoàng quyết định đặt tên. Sĩ Đạt Ta nghĩa nói lên, là người thành đạt nói trên vững vàng. Cái ngôi vị Thánh Hoàng ám chỉ, là ngôi trời cai trị muôn dân. Đâu ngờ ngôi vị Thánh Nhân, lại là ngôi Phật xuất trần xưa nay. Liên Hoàng Hậu sao ngày sinh ở, chỉ mãi ngày sống ở trần gian. Nghĩ mình nhiễm vũ chú toàn, không còn nghiệp báo buộc ràng trầm lưng. Sau khi trúc sắc thân bốn đại, bà giáng sanh về lại cõi trời. Cõi trời đau lợi yên vui, tâm hồn trong sạch sống đời thanh cao. Vua Tịnh Phạn liền trao thái tử, Gô Ta Mi gìn giữ dưỡng nuôi. Mỗi ngày một lớn khôn rồi, thân hình diện mạo ra người coi ngô. Tài năng cũng cơ hồ bộc lộ, sức khỏe tốt đức độ hơn người. Thông minh trí tuệ tuyệt vời, nghề văn nghiệp võ học thời tinh thông. Thời gian ngắn đã hơn thầy dạy, nên nhiều thầy e ngại cáo lui. Dù thầy giỏi nhất được mời, thời gian ngắn là thôi sạch nghề. Mặc dầu đã cực kỳ quyền quý, là con kim kế vị ngai vàng. Dù là thái tử cao sang, không hề ngạo mạn quên quang kính người. Dân đều nể vị tôn vinh, càng yêu càng quý con mình. Vua cha càng thấy sự tình lo âu, sợ cái cảnh mai sau thái tử sẽ thành người tu sĩ xuất gia. Để thành vị Phật như là những lời tiên đoán của A Tư Đà. Nhất là thấy dần già không lớn, thái tử thường lặng lặng trầm tư. Ít khi cười nói vô tư, ít khi vui vẻ giống thiếu thời. Lòng lo sợ những lời tiên đoán, sẽ đến hồi linh ứng tương lai. Vua cha dùng kế trong ngoài, truyền xây cung điện lầu đài ba nơi. Để thái tử vui đời trang lệ, tạo tưng bừng như lễ hoa.
nữ cung tần. Chỉ mong thái tử muôn phần thành thơi. Chọn cho con được người nhan sắc, con gái vua thiệt giác nhân hòa. Nàng là công chúa tiên xa, giả du đà la hiền hoàng đoan trang. Nàng nói tiếng ngàn vàng nhân đức, vua dọn đường gia thất cho con. Những mong hạnh phúc hôn nhân, vợ con phu quý cầm chân được ngày. Sống giữa cảnh vui dày dương già, sự vinh hoa hơn cả trần đời. Lòng ngày nắng tiểu đêm ngày, cho rằng hạnh phúc trần ai vô thường. Nhân dịp hôm hạ điện lễ lớn, thái tử theo vua hướng ra đồng. Mùa xuân quang cảnh tưng bừng, muôn dân vui vẻ tập trung cây cài. Nhìn cảnh vật phô bài xanh tốt, cảnh xuân về chim hót hoa tươi. Bầu trời quang đáng rạng ngời, gió xuân phơi phới nơi nơi hữu tình. Giữa khung cảnh thanh bình an lạc, với tâm hồn soi xét nhân gian. Đời đầy cảnh khổ trái ngang, vô thường vô ngã tìm tàn mà thương đau. Đời chẳng phải đẹp màu tươi sắc, như thoảng qua ánh mắt muôn người. Nông dân lao khổ dưới trời, trâu bò quần quật hai người gian lao. Để đổi lấy bó rau bát gạo, đời lắm đều trở tráo bi ai. Ngài nhận thấy rõ mọi điều, đời là bể khổ bao la muôn vàng. Một hôm xin phép vua cha, ra thành quanh quẩn dạo qua một vòng. Đến cửa đông thấy người già cả, đứng bên đường mệt lạ còng lưng. Bắt lòa tay điếc ngập ngừng, trông đi từng bước xem chừng muốn xiêu. Đến cửa nam gặp điều trước mắt, thấy một người bệnh tật thương đau. Nhìn người ran xiết lễ trào, xót lòng thái tử mài trao thương tình. Ra cửa tây lại nhìn người chết, xét bên đường nhê nhất tanh hôi. Rồi bu kiến đậu nặng mùi, xác sình gom kiếp giữa người lại qua. Ba cảnh khổ như già bệnh chết,
vào tâm trí hằng sâu đáy lòng. Một hôm khác ra dùng cửa bắc, thấy một người gian dâm trang nghiêm, bên đường cất bước lặng yên, sống đời ẩn sĩ an nhiên thanh nhàn. Ngày bước lại ôn tồn thăm hỏi rằng tu hành là bởi lẽ chi, việc này lợi lạc được gì, xin người lượng thứ từ bi đáp lời. Mục đích của người tu tập là mong lẻ trói buộc nhân gian, diệt tan phiền não buộc ràng. Khi thành chánh giác quyết tâm độ đời, mấy câu nói đáp lời thái tử gợi đúng điều ấp ủ lâu nay, đúng vào hoài bão đêm ngày, như vừa mở mắt nên ngày ung dung. Về hoàng cung tâu cùng thánh thượng, xin đức vua ban lượng hải hà, cho ngài được phép xuất gia. Những vua tình phản xót xa chối từ, ngày này nghĩ nếu như bốn việc mà thánh hoàng giải quyết được cho, thì ngài bỏ đi tu vui lòng ở lại nhân từ. Một là được sắc thân trẻ mãi, hai là thân không bệnh không đau, ba là sự chết không giàu, bốn là phiền não khổ đau không còn. Bốn việc ấy vô cùng gian khó, bởi xưa nay đã có bao giờ vua cha bối rối thẫn thờ, không sao giải đáp cho vừa lòng con. Khi biết rõ con mình nghiêm chỉnh, nói ra lời ý định xuất trần, đức vua tìm cách cản ngăn, giữ cho thái tử đừng răng ra ngoài, để trong cung cho ngài vui thỏa. Nhưng chẳng gì khuây quả cho vui, một khi ngài quyết chí rồi, trên đời không thể có người giữ chân. Giữa hoàng thành cung tầng mỹ nữ, quân lính tuần canh giữ ngoài trong, sao cơn vui vẻ tiệc tùng, mọi người mê mệt đã cùng ngủ say. Thái tử quyết ra ngoài cung cấm, thoát khỏi dòng dương dân vợ con, giả từ đời sống vàng son, cùng hầu xa nặng đi chung ra ngoài.
đêm mùng tám tháng hai sao kính, ngày mới vừa 19 tuổi xuân. Thầy trò phi ngựa dược thành, giỏi vàng nhục giả băng mình trong đêm. Đã xa cảnh phòng vinh dương giả, thái tử vào núi thẳm rừng sâu. Dốc lòng cầu đáo nhiễm màu, tìm đường thoát khỏi khổ đau buồn ràng. Cầu học ngay thiền sắc giới, không sở hữu, không cảm giác sáng ra. A la ra và Úc đa ca, phải đều thừa nhận Thích Ca bằng mình. Nhưng thái tử nhận chân ra được, hai thiền này khó vượt khổ đau. Quyết từ bỏ vào rừng sâu, sau năm khổ hạnh giải dầu tuyết sương. Ngày nghiền ngẫm con đường giải thoát, chẳng một điều chi khác để tâm. Đêm ngày bỏ ngủ quên ăn, một hôm kiệt sức ngã lăn bên rừng. Người chăn cừu bóng dưng qua đây, thấy thương mình xưa lấy hiến dân. Tỉnh ra ngày tỏ lẽ rằng, muốn tu phải giữ sắc thân của mình. Thân khỏe mạnh tinh thần minh mẫn, thân yếu gầy đạo chẳng thành đâu. Một khi sức lực dồi dào, giúp tâm vượt thoát trần lao muộn phiền. Ngài thấy rõ khổ hành vô hiệu, khuyên đồng tu nên hiểu dừng đi. Pháp môn khổ hạnh chấp nay, trôi chẳng bao kẻ u mê lầm đường. Người tu tập phải nương trung đạo, không lụy dục không bạo ngược thân. Uống ăn ơi nghỉ cân phân, con đường tuệ giác tỏ dần trong tâm. Với bồ đề quyết chí thiện hành, nếu như đạo cả chưa thành, xương tan thịt nát mặt tình không đi. Ngài chuyên nhất hành trì chánh định, tánh chân thường thanh tịnh bản tâm. Đột nhiên đại ngộ cõi lòng, bao nhiêu kiếp trước thải đồng sáng ra. Sanh tử trí rõ qua bao cõi, quá khứ từng trôi nổi bao nơi. Nửa đêm sáng được mắt trời, tỏ tường muôn sự bao thời gần xa. Rõ bản thể
ông. Việc trừ ba độc buộc ràng, não phiền lậu hoặc tiêu tan hết liền. Bận toàn giác như ngồi trên núi, nhìn thấy đời bên dưới trầm luân. Chúng sanh chìm đắm ai thân, thần thù ngu muội phá tan tâm lành. Phật đáng sinh để hành đại nguyện, độ chúng sanh phương tiện thần thông. Từ bi trí tuệ không cùng, giúp cho tất cả tâm đồng Như Lai. Bốn ơn nặng ở đời quyết trả, dưới ba đường trầm luân. Như Lai quyết ở trần gian, chuyện xe chánh pháp mở tâm muôn loài. Dùng phương tiện độ đời trình tử, với mỗi người tùy sự căn cơ. Thoạt tiên độ bạn kiều trần như năm người. Bốn chân lý rạng ngời công bố, một là đời vốn có khổ đau, sinh già bệnh chết mấy lâu, đời là bể khổ dây bao trùng trùng. Hiểu nguyên nhân gây tạo, ai tham thiền phiền não nhân gian. Ba là hết khổ niết bàn, bốn là cách thoát buộc ràng khổ đau. Đường chân chánh gồm thâu tám nhân, để viên thành quả thánh vô sanh. Vô sanh bất diệt đạo thành, ra ngoài khổ não tử sanh luân hồi. Năm vị này giác ngộ nhân duyên, trở thành đệ tử đầu tiên. Xa gần khắp nẻo Phật truyền pháp âm. Bà La Môn năm lâm vị ngộ, hợp lại cùng năm vị trước tiên. Trở thành sáu chục thiện hiền, hành trì giới luật giữ gìn không sai. Các vị này được ngài chỉ giáo, dấn thân đi truyền đạo khắp nơi. Đi vào những chốn xa xôi, cho người sáng tỏ cho đời hết mê. Phật qua độ anh em Ca Diếp, dẫn hơn ngàn đệ tử quy y. Nhớ lời ước hẹn khi đi, ngài về Dương Xá độ trì Đức Vua. Sự ước nguyện hôm xưa đã thỏa, vua cất liền tịnh xa trúc lâm.
xây rồi thánh Phật chư tăng làm nơi thuyết pháp xuất trần đạo sanh. Hành xá dễ lộ trình đức Phật nơi vua Ba Tư nặng đương thời. Nhân duyên hộ độ một người là ông tu đạt đức người trí cao. Dốn quyền quy lòng vào bố thí thường giúp người cùng thế cô đơn, nên người hay gọi tên ông là cấp cô độc lòng trong ấy này. Dốn có lòng kính tin trọng Phật chẳng tiếc chi vàng bạc của tiền, quyết lòng mua cả khuôn viên Kỳ Đà thay tử dâng lên cúng dường. Phật quan hỷ tăng dường đến ở với 1250 tỳ kheo. Lẽ này chúng ấy thường kêu dường cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà. Trúc lâm ấy Phật Đà cư ngụ nơi chúng tăng làm chỗ tu hành, là nơi thuyết pháp độ sanh, là nơi chúng thánh thực hành đại bi. Nghe vua cha đến kỳ bệnh nặng, Phật xa từ muôn dặm về thăm. Bên giường thấy mặt phụ thân, nét buồn ẩn khuất sắc thần kém sinh. Phật thuyết giảng bài kinh Bát Nhã, lẽ vô thường vô ngã khổ đau. Nghe rồi khổ não sạch lào, tâm thông tri giác ngộ liền vô sanh. Rồi thanh thản bỏ thân đã mục, không còn mang một chút vấn vương. Ngay sau cái chết phụ dương, mẹ nuôi đức Phật vui đường xuất gia. Sau đó là hầu la con Phật cũng quyết tâm theo Phật xuất gia. Vợ ngài Giá Du Đà La bỏ đời phu quý làm tỳ kheo ni. Đức Phật đã tùy duyên phổ độ, biết bao người tuần tự căn cơ. Người thân cùng với kẻ sơ, kẻ thì giải thoát, người thì lạc an. Tùy phương tiện thực hành cảm hóa, dẫn dắt người xấu giả thành ngay. Tình thương trí tuệ rộng bài, người thù kẻ ghét cũng đều đổ qua. Như Đại Bà Đạt Đa Đô Kỳ cũng được ngài thọ ký Phật thân. Anh chàng vô não xác nhân cũng
nhờ Phật độ ăn cần quy y. Con voi dại ngu si mê mùi, cũng nghe lời sám hối theo chân. Vua A Xà Thế nhẫn tâm, giết cha nhờ Phật ăn năn làm lành. Phật răng nhắc chớ làm phương tiện, tưởng cho là cứu cánh xưa nay. Nhớ đừng lầm lẫn ngón tay, ngỡ là trăng tỏ mị mây. Quốc mờ dần trắng dụ chân như Phật trí, ngón tay là giao lý kinh văn. Mượn tay để thấy được trăng, chớ cho tay trỏ là trăng mà lầm. Như thầy giỏi rõ nguồn cơn bệnh, tùy bệnh tình mà định thuốc thang. Thông minh ngu độn nghèo sang, pháp môn quá độ Phật ban chẳng đồng. Sự bình đẳng điểm son đáng quý, trong tinh thần giáo lý Như Lai. Giàu nghèo nam nữ không hay, hãy đều bình đẳng tỏ bài sáng trong. Rằng máu đỏ đâu phân giai cấp, mà vì mặn thì nước mắt ai hơn. Mỗi người tánh Phật sẵn mầm, cả năng giác ngộ ngang bằng các chi. Giáo hội ngày không hề phân biệt, nhận cả người hạ liệt xuất gia. Ưu ba ly trước vốn là, thở cạo giai cấp nào ra thứ gì. Nhân tu tập kiên trì chứng đắc, nổi danh về giới đức nghiêm minh. Lại còn quá thánh duyên thành, quả là hiếm có thật tình quý thai. Như sen giữa bùn lầy nước bẩn, hoa tươi hồng vẫn thoảng hương thơm. Giữa đời bể khổ tan thương, sáng hèn đâu phải tự phương sinh thành. Tam chục tuổi bao thân đã hết, nhiệm vụ tròn phó chúc ra đi. Hoàn thành đại nguyện từ bi, xa đời thần lũy đã vì độ sanh. Gọi A Nan một hôm Phật giảng, đạo ta nay viên mãn cả rồi. Nguyện xưa nay đã trọn lời, bốn hàng đệ tử nhiều người vô sanh. Họ có thể thực hành giáo hóa, đem pháp lành truyền bá nơi nơi. Vô thường sắp đến nơi rồi, thân ta cũng sắp đến hồi tiêu tan. Giống
như cổ xe tàn và cõi trước mượn dùng rong ruổi đó đây. Tam dùng chớ pháp mấy nay, xong rồi còn tiếc thân này mà chi. Đã đến lúc ra đi thanh thản, đã đến hồi hết vướng trần gian. Tin truyền nhập diệt vừa ban, bốn hàng đệ tử bàn hoàng thiết tha. Có tu Bạc Đà La tám chục, đến lễ ngày sinh được xuất gia. Trước hồi nhập diệt thế mà, Phật còn quá độ ông Đà vô sanh. Các đệ tử dội về cho kịp, chỉ vắng ngày ca diếp xa thôi. Mỗi người đông đủ cả rồi, Phật liền phó chúc ban lời ra đi. Rằng y bác trao về ca diếp, mà giới luật coi muôn kiếp như thầy. Mỗi kinh nêu lại câu này, chính tôi nghe được như vậy. Đầu kinh Phật chia thành tám khối, mỗi phần dành gửi tới một chùa, gọi là nhớ chút duyên xưa, tặng đều cho tám vị vua tỏ lòng. Giao pháp Phật cũng dường bo đuốc, phải chính mình tự thấp mà đi. Nương theo chánh pháp hành trì, tự mình giải thoát xa lìa tử sanh. Chớ dục vọng hoành hành tâm trí, mọi sự đời chẳng quy mãi mãi. Sắc thân tan rã có ngày, niết bàn an lạc xưa nay được tồn. Mọi điều đã chúc ngôn chân thật, Phật an lòng từ biệt nhân gian. Qua rừng muôn sắc huy hoàng, rải lên trùm kính thân vàng thiên hơi. Chim sao xét lưng trời quên tiếng, dạng vật dường lưu luyến người đi. Đau buồn thay phúc biệt ly, sắc thân cát bụi một khi vô thường. Bốn chín năm con đường hoằng pháp, khắp kinh thành làng mạc từng đi. Gieo đầy hạt giống từ bi, đã thành lẽ sống tâm trí bao người. Trí tuệ rạng ngời soi sáng, khiến bao người thoát nạn lầm than. Thấm nhuần khắp cả nhân gian, bổn tâm rộng mở tinh thần sáng ra. Ba Phật nói như sư tử hông, thủ môn loài nghe
sợ hoài, như là sóng biển đêm ngày gian rền ác tiếng bị ai côn trùng. Phật chỉ rõ con đường hạnh phúc phải tự mình thắp đuốc mà đi, giải rành phương thuốc để gì, uống hay không uống gì chi tự mình. Như biển cả mong manh vô hạn, vốn chỉ thuần vị mặn mà thôi, cũng vậy vị pháp Như Lai một mùi giải thoát xa rời tử sanh. Nam mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Từ Phụ